Kính chào quý phụ huynh và các con học sinh thân mến. Hôm nay cô sẽ hướng dẫn chúng ta bài học số 4. Chúng ta sẽ được học vần u ô n uông, uông và ư ơ n ương, ương. Uông và ương. Các con ơi, bây giờ các con hãy quan sát bức tranh và sẽ trả lời câu hỏi từ cô. Các con hãy cho cô biết bức tranh vẽ những gì. Bây giờ cô sẽ gợi ý cho các con. Bức tranh ở đây vẽ những gì nè. Cô thấy bức tranh vẽ đây là hình ảnh cái gì các con? Đây là hình ảnh cái vườn hoa. Đúng rồi, hình ảnh vườn hoa. Và bên đây vườn hoa thì có một số cái con này là con gì? Con chuồn chuồn. Có vườn hoa thì có con chuồn chuồn. Rồi, bên đây thì ông đang làm cái gì các con? Ông đang uống cái cây, cây này gọi là cây kiểng, cây cảnh. Đây, ông lại dùng cái cây kẽm chúng ta uống lại, uống theo hình ảnh mà chúng ta yêu thích. Ví dụ như vòng tròn hay là hình con công chẳng hạn. Là hình ảnh mình đang uống, uống cây kiểng. Như vậy chúng ta có thể trả lời là hình ảnh ở đây là hình ảnh nè. Có nè. Những cái chú cò đang bay nè, cây cảnh nè. Rồi ông thì đang uống, uống cây kẽm. Rồi bên đây hình ảnh vườn hoa và con chuồn chuồn. Sau khi quan sát bức tranh xong rồi, chúng ta sẽ chuyển xuống phần hướng dẫn các con đọc. Hôm nay ta sẽ đọc vần u ô n uông. Uông và ư ơ n ương, ương. Cô sẽ nhắc lại, đây là vần u ô n uông, uông. Vần ư ơ n ương, ương. Uông, ương. Cô có ở đây cô có một cái tiếng đó là uống, u ô n uông sắc uống, uống. Ở đây cô cũng có vần uống đó nè, ở đây cô có vần uống. Vần đây là u ô n uông, dưới đây là u ô n uông sắc uống, uông, uống. Ta sẽ chuyển xuống phần ở dưới đây, đây là hình ảnh của một cô gái đang uống dẻo. Cô đang uống dẻo. Ta có vần u ô n uông sắc uống, giờ eo gieo hỏi dẻo, uống dẻo. Sang bên đây cô có hình ảnh những cái chú chim, hình ảnh cái chú chim này đang bay lượn. Cô có tiếng lượn là tiếng mới. Ta sẽ phân tích tiếng lượn. Tiếng lượn có âm l đứng trước và vần ư ơ n ương đứng sau. L ương lương nặng lượng, bay lượng. Uống dẻo, bay lượng. Xuống đây cô có gì các con? Cô có phần tập viết. Các con sẽ được viết vần u ô n uông, u ô n uông sắc uống và uống dẻo. Ương và ư ơ n ương là bay lượn. Các con sẽ viết, cố gắng viết cho thật đẹp nha. Cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo. Bên đây là phần mở rộng vốn từ. Các con cũng quan sát bức tranh và sẽ trả lời câu hỏi từ cô. Các con ơi, hãy cho cô biết bức tranh trên đây vẽ những cảnh gì. Cô sẽ gợi ý cho chúng ta, đây là gì các con? Đây là con chuồn chuồn. Đúng rồi, con chuồn chuồn. Bên đây là cái vườn rau, vườn rau. Xuống dưới đây đây là cái cuộn len, cuộn len màu vàng, cuộn len màu xanh. Rồi bên đây là hình ảnh bạn đang mượn sách từ cô giáo. Ta có hình ảnh là mượn sách. Như vậy bức tranh vẽ cảnh con
chuồng chuồng, vườn rau, cuộn len và mượn sách. Bây giờ các con hãy đánh vần và đọc những từ đã có nha. Chờ ôn chuông huyền chuồng, chờ ôn chuông huyền chuồng, chuồng chuồng. Vờ ương vương huyền vườn, rờ ao rau, vườn rau. Cờ uông cuông nặng cuộn, lờ en len, cuộn len. Mờ ương mương nặng mượn, sờ ách sách sắc sách, mượn sách. Chuồng chuồng, vườn rau, cuộn len, mượn sách. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển xuống một cái câu hỏi nữa, đó là các con hãy tìm cho cô những cái tiếng nào có vần u ô n uông và ư ơ n ương. Cùng nhau suy nghĩ nha các con. Trước tiên thì cô sẽ gợi ý vần u ô n uông trước. U ô n uông trước. U ô n uông, cô ví dụ như là buôn bán. Buôn bán thì sẽ có vần u ô n uông. Rồi cái khuôn. Cái khuôn thì dùng để làm bánh. Cô có khuôn. Rồi luôn luôn. Rồi con chuồng chuồng. Ví dụ như là cuộn giấy hay là đi muộn. Đi học mình đi muộn đó các con, gọi là đi muộn. Đi muộn có vần uông. Rồi buồn, buồn quá. Hay là muôn năm đó, rất là nhiều. Cô sẽ chuyển sang vần tiếp theo, đó là vần ư ơ n ương. Như là con lương. Rồi vương tới. Vương tới. Rồi ra vườn hay là thăm vườn. Hay là con vượn. Làm mướn. Rồi, rất là nhiều nha. Đó, vương lên, bương lên. Hay là sườn. Đó, sườn đòi. Chúng ta đã tìm được rồi. Bây giờ cô sẽ chuyển sang phần tiếp theo nữa. Đó là phần đọc bài, hướng dẫn các con đọc bài. Bài học chúng ta có tựa đề luôn luôn vươn lên. Rồi cô sẽ đọc bài học trước để cho các con hình dung ra bài học của chúng ta nha. Cha mất sớm, sát lô đã phải trải qua tuổi thơ nghèo khổ. Nhưng ông luôn luôn tìm cách vươn lên. Ông đã thực hiện được mong muốn trở thành một diễn viên tài ba. Ông được mọi người tôn vinh là
thế giới. Bài học của chúng ta nói về một người được tôn vinh là vua hề của thế giới. Ông tên là Sắc Lô. Sắc Lô thì luôn luôn vươn lên, vượt lên chính mình. Ông cha thì mất khi ông còn nhỏ, và ông sẽ phải trải qua cái cuộc sống tuổi thơ rất là nghèo khổ, nhưng ông luôn luôn tìm cách vươn lên và ông thực hiện được cái ước mơ của mình, đó là trở thành một diễn viên tài ba, đó là vua hề của thế giới. Bài học của chúng ta nói về vấn đề đó. Bây giờ các con hãy cùng cô đánh vần bài học. L uông luôn, vờ ương vương, lờ en lên, luôn luôn, vương lên, chờ a cha, mờ ất mất sắc mất, sờ ôm sơm sắc sớm, sờ ác sát sắc sát, lờ ô lô, đờ a đa ngã đã, phờ ai phai hỏi phải, trờ ai trai hỏi trải, quờ a qua, tờ ui tui hỏi tuổi, thờ ơ thơ, ngờ eo nghêu huyền nghèo, khờ ô khô hỏi khổ, cha mất sớm, sát lô, đã phải trải qua, tuổi thơ nghèo khổ, nhờ ân nhân, ô ngờ ông, là uông luôn, tờ im tim huyền tìm, cờ ách cách sắc cách, vờ ương vương, là en lên, nhưng ông luôn luôn tìm cách vươn lên. Ô ngờ ông, đờ a đa ngã đã, thờ ức thức nặng thực, thờ yên hiên nặng hiện, đờ ước đước nặng được, mờ ông mong, mờ uông muôn sắc muốn, trờ ơ trơ hỏi trở, thờ anh thanh huyền thành, mờ ốt mốt nặng một, chờ yên viên ngã diễn, vờ yên viên, tờ ai tai huyền tài, bờ a ba, ông đã thực hiện được mong muốn trở thành một diễn viên tài ba. Ô ngờ ông, đờ ước đước nặng được, mờ oi môi nặng mọi, ngờ ươi ngươi huyền người, tờ ôn tôn, vờ in vinh, lờ a la huyền là, vờ u vua, hờ ê hê huyền hề, cờ u cua hỏi của, thờ ê thê sắc thế, di ê rơi sắc giới. Ông được mọi người tôn vinh là vua hề của thế giới. Các con đánh vần xong rồi, bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đọc lại bài học một lần nữa. Luôn luôn vươn lên, cha mất sớm, sát lô, đã phải trải qua tuổi thơ nghèo khổ, nhưng
ông luôn luôn tìm cách vươn lên. Ông đã thực hiện được mong muốn trở thành một diễn viên tài ba. Ông được mọi người tôn vinh là vua hề của thế giới. Chúng ta đọc bài rất là tốt. Bây giờ các con sẽ trả lời câu hỏi từ cô. Câu hỏi thứ nhất, Sắc Lô đã thực hiện được ước muốn gì? Chúng ta sẽ trả lời Sắc Lô đã thực hiện được ước muốn gì các con? Chúng ta sẽ trả lời là ông đã thực hiện được mong muốn trở thành một diễn viên tài ba. Đúng rồi, ông đã thực hiện được ước muốn đó là trở thành một diễn viên tài ba. Cô sẽ chuyển xuống phần cuối cùng, đó là phần hoạt động mở rộng. Hôm nay chúng ta sẽ học nghề gì? Các con hãy cho cô biết nghề gì. Hãy quan sát bức tranh ở bên dưới và cho cô biết bức tranh vẽ hình ảnh gì. Cô sẽ gợi ý đây là hình ảnh chú thợ điện. Chú thợ điện. Đây là hình ảnh của một người nông dân đang trồng trọt. Cái này là gì các con? Hoa quả, là quả bí. Bên đây là hình ảnh của cô giáo đang giảng bài. Như vậy chúng ta sẽ trả lời bức tranh vẽ chú thợ điện, chú nông dân và cô giáo. Rồi, nghề gì các con? Đây là nghề thợ điện. Đây là nghề trồng trọt, nông dân trồng trọt. Đây là cô giáo. Bài học của cô ngày hôm nay đã kết thúc. Các con nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những bài học từ cô. Cuối cùng tạm biệt và hẹn gặp lại các con vào những bài học lần sau.